Hello, hello Quang Minh Nguyễn. Hello các bạn nhé. Thôi, nếu như mà thực sự các bạn cãi nhau thì lên xả lên có một lời khuyên này này. Các bạn hãy nhìn những cái chủ đề của những cái bạn đó là cái gì, đúng không? Hãy nhìn vào những cái gì tốt của người đó. Ví dụ như là mình chống ba que, đúng không? Người kia cũng chống ba que. Thì cái điểm mà mình muốn nhìn cái tốt ở đây là họ cùng một cái sự chống ba que, thì đừng nên lên án nhau làm gì, kệ người ta đi, tại vì mỗi người có một cách nói chuyện khác nhau, có một cái sự suy nghĩ khác nhau. Chẳng có ông nào sống để chống cộng mà toàn là chống cộng để sống thôi, chứ họ làm gì có lý tưởng yêu nước. Đúng rồi, sự thật nó là như thế. Cho nên là những cái người sống ở hải ngoại ấy, phải 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 nhìn vào thực tế đi, có thực sự các người muốn chống cộng để lật đổ cộng sản không, có lật được không? Có những cái ông tổng thống như là Nguyễn Văn Thiệu hay là cái gì đi sang đấy, nếu mà ông nghĩ rằng chống được thì ông ấy là một cái đầu sỏ, ông ấy phải xui các ông các bà thành lập một cái gì đấy đó, ông ngồi im ông ấy đâu có làm cái trò gì đâu, đúng không? Rồi như là Nguyễn Cao Kỳ Duyên ấy, bố của Nguyễn Cao Kỳ Duyên ấy, trước khi ông chết ông đã mở đường cho con ông về Việt Nam để làm ăn, đấy là một cái sự thông minh, hiểu không? Chứ còn nếu mà thực sự chúng nó yêu nước, chúng nó không có dùng beng lên như thế đâu, đúng không? Cái bọn mà nó không nên mặt mới là cái bọn nguy hiểm. Còn cái bọn mà suốt ngày ngồi toang toác như kêu như gà, mỗi một buổi sáng gáy, cái bọn đấy không đáng sợ. Cái bọn đáng sợ là cái bọn không nói năng gì ấy, mới là đáng sợ. Cố che đậy, dã tâm làm bộ yêu nước, làm bộ cờ đỏ để chống phá chế độ, kẻ đó sẽ bị nhân dân Việt Nam vạch mặt ở đây nha. Nhà nước xả tôi phải lịch sự, mưu đồ phản dân làm cái đách gì. Nói chung là cái gì nó cũng có cái, các bạn nên nhớ rằng chúng ta không thể nào tinh hơn cái chính quyền được, đúng không? Thì họ để cho họ giải quyết, mình biết vậy thôi. Ví dụ như là nhân đây nên xả nói một cái câu chuyện như này. Cái thằng cha Nguyễn Phương Hùng á, nên xả đã từng cãi nhau với nó, tranh luận với nó ở trên Facebook rồi. Hôm nay nên xả nói ra cái câu chuyện này. Nó nói là nó chỉ có mấy lá cờ, cờ Mỹ, cờ vàng và một cái cờ gì của cái tiểu bang đó, nó được đứng dưới ba lá cờ đó. Thì sau đó Lisa có nói tranh luận rất là nhiều nhưng mà mình quên rồi. Mình nói một câu này này. Ông đừng nghĩ rằng á, chính quyền Việt Nam không biết. Tôi là một con đàn bà nhưng tôi đã nhìn ra cái mục đích của ông rồi. Từ cái ngày hắn chưa về Việt Nam nhé, trước khi ngày xưa lên trên Facebook ngày mấy năm trước rồi, nên xả chỉ nói một câu như thế thôi. Ông đừng tưởng rằng á, chính quyền Việt Nam người ta không biết. Ông là cái gì á, tôi là một con đàn bà tôi còn nhìn ra, một người bình thường tôi còn nhìn ra. Nhưng sau đó khi mà hắn về Việt Nam rồi hắn làm những cái chuyện mà khi mà mình nhìn thấy, cứ mặc nó đi, mặc dù mình biết cái mục đích của nó nhưng mà cái thực tế là có lợi, có lợi cho dân Việt Nam mình, đúng không? Thì mặc kệ nó, những cái gì nó làm mà mình nhìn thấy rằng nó có lợi thì mình không có lên tiếng nữa. Cho nên sao không, nó nói năng gì nữa, mặc kệ ông ấy. Nếu mà ông về Việt Nam ông làm cái gì thì sẽ có chính quyền Việt Nam người ta giải quyết cái chuyện đó, đúng không? Cho nên thực tế đến bây giờ nó như thế nào thì mọi người đã nhìn ra rồi. Và đó là một cái ví dụ mà Lisa muốn nói.
Tại sao Liên Xà không mang mang hắn ra để Liên Xà nói ngay cái lúc đó? Tại vì Liên Xà nghĩ rằng mặc kệ ông, cái mục đích của ông ấy là cái gì thì tự ông hiểu. Liên Xà cũng nói mà, mình có thể dối được, nói dối được tất cả mọi người, nhưng chính bản thân mình không nói dối được đâu. Liên Xà nói với hắn như thế đấy. Nếu mà những cái người nào mà theo dõi những cái bình luận của Liên Xà từ xưa đến nay đấy, có thể là còn nhớ. Mình những cái gì hắn ấy nói ra xong rồi như thế nào ấy mình biết chứ, ai mà không biết đúng không? Đừng có nói gì riêng 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 gì Lisa, ai mà không nhìn thấy. Nhưng có cái mình phải nghĩ đến cái lợi chung chứ mình không nghĩ đến cái lợi riêng, đúng không? Cái mà mình nhìn thấy nhưng mà nó có bị ảnh hưởng gì cho cả một cái chung một cái cuộc đó không? Ví dụ vậy, đúng không? Mình biết được cái ý đồ của người ta thì mới là hay, để mình im lặng mình theo dõi thôi. Chứ còn mình nói ra thì nó mất vui rồi, các bạn hiểu không? Cảm ơn em đã nhiều lần cái gì? Đã nhiều lần vạch trần được những cái thối nát của lũ chó ba que. Chuẩn đó chị, thằng này sân si lắm. Mắc nhận hai đầu, bây giờ ông đó đánh phá cỡ cờ đỏ trong nước. Nên sao muốn hỏi là cái vụ ngụy sử ấy, có cái thằng cha ở trong đấy không? Muốn bỏ chữ ngụy có phải có cái thằng cha đấy ở trong đấy không? Nếu đây không phải là nhà Lisa, tôi sẽ gửi chửi đám gian xảo đội lốt yêu nước. Thôi đừng chửi nhau nữa. Thôi chúng ta phải hiểu là chúng ta cùng một phe thì tốt hơn hết là không nên chửi nhau, đúng không? Biết để đó thôi. Ví dụ như người này không có đồng ý với mình không đồng ý người ta thì thôi. Nhưng mà nói chung là nếu như mà hai bên đều là cùng một phe thì thôi, 9 bỏ làm 10 đi, đúng không? Chứ nên sao thấy cái bọn ba que ở bên kia nó chửi nhau loạn xình ầu lên thì chúng mình nhìn thấy những cái cảnh đó chúng mình cảm thấy cảm giác như thế nào? Vậy thì tại sao chúng ta lại lại làm như thế để cho chúng nó nhìn thấy? Ngụy Sử thằng đó cầm đầu ủng hộ. Đúng rồi, chính xác. Nó muốn lấy cái đó về để nó làm cái gì nhỉ? Nó lấy tiếng với bọn hải ngoại. Có nghĩa là khi mà nó làm những cái chuyện đấy rồi thì tại vì cuối cuộc đời nó không phải sống ở Việt Nam, nó sẽ sống ở Mỹ. Các bạn hiểu không? Thì những cái chuyện nó đã làm ấy, nó sẽ lấy cái được cái tiếng về về Mỹ để cái bọn người ba que đấy sẽ phục tùng nó. Có nghĩa là nó mang cái công danh là ồ tao làm được cái này. Nhưng mà cái thực tế là ở bên Mỹ những cái bọn chống cộng cái mục đích của nó không phải là cái chữ ngụy đó. Cho nên thằng này nó thất bại ở cái chỗ đó. Đúng không? Có nghĩa là khi mà cần đến Việt Nam thì về khóc nóc rồi này kia các thứ, xong rồi nó làm cái trò ra để khi mà cuối cuộc đời nó sẽ sống ở Mỹ. Nó muốn được người ta trọng vọng nó, có nghĩa là tao về đây tao làm gián điệp, về tao được cái này ví dụ vậy. Rồi, tao được cái này đây rồi tao lấy được cái Việt Nam phải nghe tao, bỏ cái chữ ngụy. Đại khái vậy. Rồi nó lại làm trò lên, lại khóc nóc rồi này này kia các thứ để cho cái bọn ba que kia nó lại 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 phục tùng thằng này trở lại. Thế nhưng mà cái mục đích của cái bọn ba que nó không phải ở cái đó, cho nên nó coi thằng này không là cái gì hết. Cho nên là đến khi mà xảy ra chuyện, tại sao Lê Sảo không lên tiếng ngay cái lúc đó? Tại vì Lê Sảo nghĩ rằng mình lên tiếng, mình chửi nó thì lại càng làm cho cái thằng này nó đạt được mục đích. Các bạn hiểu không? Nên Sảo im lặng cho đến ngày hôm nay, nên Sảo không nói năng gì hết.
Tại mình biết được cái đầu của nó nghĩ gì. Già rồi mà còn như thế. Đấu tranh vì mục đích lớn, chứ ba việc vô vớ vẩn, để ý làm gì nội bộ soi mói lẫn nhau. Nói chung là để sao cũng chả biết đâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cũng có thể là những cái người theo theo hắn ấy, họ không hiểu được cái mục đích của nó, cho nên là khi mà mình ghét cái thằng đó thì mình ghét lây cả những cái người mà vẫn ủng hộ cái thằng đó, mặc dù là trên thực tế là nó vẫn chống bọn bác que, nhưng mà cái mục đích lớn của nó không phải vậy đâu. Mình cũng nhìn được ra ngay từ phút đầu rồi, nói thật đấy. Nhưng mà đã từng có người nên sao đã từng tâm sự rồi đấy. Nhưng mà thôi các bạn ạ, 9 bỏ làm 10 đi, mình nhìn thấy cái mục đích là cái thực tế nó có lợi hay có hại cho cái dân mình thôi, đúng không? Đúng không? Kệ nó, cứ lờ nó đi. Còn ví dụ như là cái lúc đó mà mình càng chửi nó thì nó lại càng được, cái mục đích của nó lại càng được, tại vì giống như cái ông Bùi Tín này này, đúng không? Thế nhưng mà rồi cuối cùng khi mà ông ấy muốn được cái sự trọng vọng của cái bọn kia thì cái bọn kia nó quay ra nó bảo ông là cộng sản, rồi gián điệp của cộng sản, rồi cuối cùng ông ấy không còn con đường nào để đi nữa, đúng không? Ông nghĩ rằng ông cộng sản sắp sửa sụp đổ rồi, ông chạy theo đó đám ba que để nữa ông ấy được cái quyền gì đó. Thế nhưng mà ai ngờ đâu đến khi sang bên đấy rồi lại bị cái bọn ba que nó chửi cho, nó cũng tẩy tẩy ông ấy thôi, đúng không? Nó chỉ dùng ông ấy vài cái ba việc giống như chửi lại chính quyền rồi này kia các thứ. Thế đến khi nó nói hết rồi không còn cái gì nữa rồi thì bắt đầu nó quay ra nó bảo gián điệp. Thế cuối cùng là làm sao? Đi mắc núi về mắc sông. Xin chào tất cả mọi người. Ê, cho nên là những cái gì mình bỏ qua được thì mình bỏ qua các bạn ạ. Tại vì mình cùng một phe với nhau, thì nếu mà bỏ được qua thì bỏ qua, còn nếu như mà họ làm một cái việc gì đó mà không đúng mà phạm pháp ấy thì họ phải chịu trách nhiệm với lại chính quyền, đúng không? Chúng ta chỉ là những cái người ngồi đây nói chuyện chia sẻ với nhau rồi sự suy nghĩ rồi cái phải cái trái nó làm sao thôi, chứ còn những cái chuyện mà người ta làm ăn có mục đích á, là nó ở trong cái tầm tầm ngắm của chính quyền rồi, cho nên mọi người đừng có lo, đúng không? Nên xà lấy ra nghĩ như vậy, còn không biết mọi người nghĩ như thế nào thì nên sao không biết. Nói chung là vậy, cũng giống như là Bắc Lợi Minh á ở bên Mỹ chẳng hạn, thì cái chuyện mình nhìn thấy thực tế là Lợi Minh với lại bọn ba que là đấu đá nhau, đúng không? Thì chúng ta nhìn vào cái đó đi, chứ còn về về cái mục đích gì thì cái đó thì mình không biết. Nhưng mà cái thực tế là Lợi Minh đã chống phá rồi, bọn kia nó biểu tình rồi đủ các thứ, thì cái chuyện đấy chúng ta nên nhìn vào cái điểm đó, đúng không? Còn cái chuyện mà giống như là nói để được lòng nhau, ví dụ đôi khi mình nói mình nhỡ mồm, cũng có thể mình nói cái gì phật lòng đến mọi người mà làm cho người ta không thích, thì cái chuyện đấy ai cũng có cả, đúng không? Người ta không thích mình thì mình chả thích người ta, nói chung là như vậy đi, đúng không? Nên là đừng nhìn vào những cái đó. Chào tất cả các bạn nhé. Chào em Diệu San, chào Nam Trần. Hình như thằng Việt Khang phải không chị Lị, không đi sao? Việt Khang á? Thế sao không biết? Thằng Việt Khang á? Này, có phải là cái thằng cái gì nhỉ? Ca sĩ, ca siếc gì mới qua đấy không phải không?
khỏe không chị? Chị khỏe là cảm ơn. Tức là quân đội ăn bờ nằm bụi, làm dân vận giúp dân, còn bọn chúng a-dua chống phá. Nói chung là thằng nào mà bố láo ở Việt Nam mà túm cổ đập chết mẹ này. Còn cái bọn ba que mà nó đâu làm được cái tích sự gì đâu, già hết một lúc với nhau rồi chỉ ngồi hết sủa thôi chứ làm được cái gì bây giờ, chống được cái gì. Bọn bọn Việt Tân mang cả súng mang cả đạn, người còn đằng sau có cả Mỹ nó ủng hộ kia, còn chưa làm ăn được thì thôi, được cái gì thì thôi chứ. Còn cái thằng Quy Nguyễn, hôm qua Ly giải nghe nó lên nó nói cái gì cộng sản bắt nó nói cái gì ấy, nhưng mà nó không mà cha nhà mày fuck you Quy Nguyễn, sao mày núp ở Việt Nam mày không hero đi, mày không nói tôi sang đây là tôi biểu tình để giúp dân Việt Nam để cái gì để được tự do, sao lúc đấy mày không nói như thế đây, mẹ đi về bên Mỹ rồi bắt đầu đứng tôi không thấy cái gì ân hận bởi vì tôi giúp người dân Việt Nam tự do. Fuck đúng đó chị, mình đúng không mọi người, mẹ mà cha chúng mày yêu nữa, chúng mày chống. Chẳng qua là cái thằng Nguyên Nguyễn này á, theo Lê Sảng nghĩ đó, có thể là thằng này sau này đi học về rồi bắt đầu về đấy rồi muốn chui vào cái chính quyền của Mỹ rồi làm để tính dở cái trò này trò kia ra để sau này vào ứng cử một cái gì đó ở trong đấy, nên nó phải làm như thế để nó lấy phiếu của cái bọn ba que này, mình nghĩ là như vậy. Chứ còn một thằng có ăn có học không bao giờ nó làm những cái chuyện như thế, nhưng mà bị trục xuất về nước thì nên sao không biết là nó có bị ảnh hưởng gì về cái chuyện đấy không. Nó không nói thế bọn bạc chống cộng nó giết, giết thì không giết được nó, thế nhưng mà cái thằng này phải có cái mục đích gì, hoặc là nó muốn vào cái đấy sau này nó muốn ứng cử vào một cái gì đó, nó muốn lấy phiếu của bọn ba que, tại vì ở Mỹ nên ví dụ như nó có tiền có của nó có học thức một tí nó có thể dùng tiền nó mua phiếu rồi nó này kia các thứ để nó ủng hộ cho nó được tranh cử vào đó. 100 đứa ba que nước ngoài không đáng làm được gì cả, một đảng viên trong nước biến chất thì là có lung tung rắc rối. Ôi giời ơi khổ lắm, nói thật là nói làm sao kệ đi, nói chung là mình nên nói trong cái phạm vi của mình thôi, đúng không? Mỗi con người sống ở đâu mình phải có cái luật pháp, rồi có cái mình biết cái phạm vi của mình ở đâu, đúng không? Bọn mắc dịch chống cộng ba que này nó suốt ngày nó khoe cái này khoe cái kia, nhưng mà thực tế nó đâu có dám há mồm mà nó nói tiếng Anh ở ngoài đời kia, nó ra nó đứng nó bên này sướng lắm, đi sang đây không phải làm có ăn rồi trợ cấp no cho chính phủ no cho mẹ Lisa, xà đố thách thằng nào đứng ra giữa ngoài đường kia mà nói đó, nói xem nó có bẻ cho vặn cho gãy mẹ mày răng không. Người ta phải đi làm, người ta đóng thuế cày mở mật ra, xong rồi chúng mày đứng chúng mày nói như thế, chúng mày khoe mấy người Việt Nam như thế, chúng mày không biết nhục à. Làm xong rồi bắt đầu con cái đi đi học đại học loại kia các thứ ở đâu, tiền ở đâu ra, là tiền thuế đấy biết không, chứ chứ tự dưng mấy cái thằng tổng thống ấy nó còn phải ăn lương ấy, nó lấy móc mả bố ra nó phát cho mấy thằng tổng thống rồi nghị viên rồi cái gì viên viên ở trong đấy nó đều phải ăn lương ở trong nhà nước hết, nó lấy tiền ở đâu ra mà nó phát cho các người. Ngu thì nó cũng ngu vừa vừa thôi. Ví dụ như ở đây á, chạy xe một cái xe phải đóng tiền hàng ngàn đô tiền thuế. Thì đương nhiên là khi mà mình chạy á, mình phải đóng thuế như thế, thuế cao như thế, rồi cái thuế đường, thuế này kia kia thì mình có quyền đòi hỏi. Đó.
chống pháp luật, chống Mỹ, chống pháp chống Mỹ không sợ, sợ nhất người nói chống cầm tay, nói chống cầm tay. Bọn ba que nó dùng đồ trò để làm tiền chính phủ. Lisa sang đây mấy chục năm rồi. Lisa nói thật, mình nói thật, chuyện ai làm cái gì, muốn ăn cắp ăn trộm rồi hay là buôn bạch phiến trồng cần sa, cái chuyện đấy là chuyện riêng của mỗi cá nhân. Ai có can đảm thì cứ việc làm, mình không lên án, mình cũng mặc kệ người ta. Thế nhưng mà cái bọn ba que ở bên này á, nó cứ làm như là cái người Việt Nam ấy, cái người ở cái cuộc sống ở bên này trong sạch lắm. Mình là mình ghét cái lũ đó, nó nhận là như thế. Nó không dám nhìn vào thực tế, nó không dám nói ra thực tế, mà nó chỉ nhìn vào người cái xấu của người khác để nó nói thôi. Còn cái xấu ở bên này á, nó không dám nói ra. Nó cứ cho là cái gì bên này cũng là đẹp hết. Nhưng mà thực tế nó không phải là như vậy. Nó không dám nhận. Các bạn hiểu không? Chứ bên này cái gì mà không có, ăn cắp ăn trộm rồi gian lận, gian bảo hiểm, gian xe đụng, giả vờ đụng xe xong cái xe nó tan nát đây, xong rồi nó mang nó xẻ xe ra, xong rồi nó kêu bảo hiểm đền cho nó. Cái đấy không phải là gian lận là cái gì đó. Rồi người ta vừa mới cọ và đít một tí thì mang cả cái xe ra khai, là nó cái xe này vứt đi rồi. Nó nhiều trò lắm, không thiếu một cái gì, nhưng mà ai làm được thì cứ làm, đâu có sao đâu. Thế nhưng mà cái ghét chúng nó là chúng nó cứ cứ ra vẻ như là bên này trong sạch lắm, mình ghét người ghét cái đó. Khả năng Quy Nguyễn thấy các vị lãnh đạo cộng đồng ba que để kiếm tiền, nó mới làm thế để lãnh đạo cộng đồng. Thằng đó nói tiếng Việt không rõ đấu tranh gì, nó muốn lấy phiếu. Có thể là thằng này tương lai nó sẽ ra tranh cử làm cái gì đó. Nên xã cam đoan với mọi người là như vậy. Gia đình nhà nó có tiền mà, nó phải làm một cái gì chứ. Giống như ở bên bên Lisa ở đấy có một ông thị trưởng người Trung Quốc ở trên city, người ta giàu người ta mới làm được chứ, nghèo rồi ai bầu cho mình, nghèo à nói ai nghe, đúng không? Người ta phải có chất xám nữa và có tiền nữa. Cái gian kinh khủng nhất là mua bảo hiểm xong rồi dàn xếp để giả chết. Cái đấy là cái thất đức nhất của con người tư bản. Bảo hiểm à? Cứ suốt ngày ngày ngồi đây mấy thằng ba que ngồi đây chửi cộng sản. Nhưng mà nghĩ lại đi, có một cái trò gì mà ở bên này người Việt Nam không có dùng qua không? Đó. Nói cái gì? À, khi mà cái gì? Giả kết hôn với người ở Việt Nam để lấy tiền. Xong lại tự 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 biện cho là này chứ. Cái đấy là giúp đỡ cho người Việt Nam. Cái mà mẹ nhà mày. Nghe có lộn rồi đó. Dân Việt mình có tiếng trên thế giới là thủ đoạn và cơ hội, trừ người hiểu biết thì không nói làm gì, còn không hiểu biết thì phải thấy quan tài mới đổ lệ, cho nên nói nữa nói mãi vẫn thế, đơn giản như vậy. Chính xác, mình người ta làm cái gì mà kệ người ta thôi. Nhưng mà Lisa ghét mấy cái đứa ba que ở bên này cứ suốt ngày nhè cái mồm ra chửi Việt Nam thế nọ, Việt Nam thế kia, rồi ăn gian, rồi mới lại cái gì hối lộ, mới lại cái gì, mà thực tế chúng nó đâu có tử tế mẹ gì đâu mà nó ngồi nó nói. Cho nên mình ghét chúng nó ở cái điểm đó. Còn chúng nó nói cái gì mà kệ bà chúng nó.
kích động bị bắt răn đe thì nó xin lỗi hối hận, thả nó ra thì nó bắt đầu ngựa quen đường cũ. Đấy là đặc thù rất riêng của người Việt. Chính cái sự ngu dốt của nó sẽ hại nó và làm trò cười cho cả thế giới. Cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ bị thế giới khinh thường. Bản thân nó biết nhưng vẫn cứ thích làm điều sai trái, khổ lắm. À, người Việt mình có cái tật là nghĩ đến hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Có nghĩa là hiện tại mình được là được, đúng không? Còn không nghĩ đến tương lai. Vừa rồi đấy, bây giờ nói cho các bạn nghe là có một đoàn người từ khắp các nước, họ là người Trung Quốc, họ hợp nhau vào để giống như là đi làm cái gì, làm cái gì nhỉ, quyên góp ấy. Giống như là đi đến về 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 tâm linh cái gì đấy, đại khái là vậy, mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà khi mà về về Việt Nam á, mở một cái tiệc ra thì mỗi một bàn đâu trên hơn 1.000 đô, mà ăn không có cái gì cả. Mà tiền thì người ta quyên góp, đáng ra là phải thông báo lên là quyên góp bao nhiêu, đây không có cái đó. Xong bắt đầu người ta mới nói là những cái người ở đây này, người ta về người ta bảo từ giờ trở đi sẽ những cái người đó sẽ không bao giờ tới Việt Nam nữa để làm cái kiểu này nữa. Tại vì họ không hài lòng với cách làm của những cái ông bà đó. Tại vì họ chỉ nghĩ đến trước mắt thôi, ăn được là ăn thôi, các bạn hiểu không? Còn họ không nghĩ là cái ngày lần sau cái đám người này người ta còn đến nữa. Nếu mà mình làm tốt thì lần sau họ lại quay trở lại. Nhưng mà những cái người đó tổ chức ra cái đó, họ chỉ nghĩ ăn lúc đó thôi, họ không nghĩ đến ngày mai. Cho nên là mất một đoàn khách là ở cái chỗ đó, lần sau họ không được làm cái này nữa. Những cái người đó người ta sang Việt Nam, người ta nói từ giờ trở đi không bao giờ quay lại Việt Nam nữa. Đó. Cho nên là mọi người phải nghĩ rằng dân Việt Nam mình là có cái tật như vậy. Mà sự thật nó là như vậy. Đúng không? Ngay cả cuộc sống ở bên này cũng vậy. Nhưng mà nói cho cùng là cũng vì cái khó thôi. Cái khó nó bó cái khôn. Chào chị Lê Sầu. Chào em. Chào Châu Pha. Cứ hô hào cổ động bài chữ Trung Quốc, xin thưa doanh nhân và thương gia Trung Quốc, mà nói làm ăn với người Việt, họ sợ mất mặt luôn. Họ bảo luôn người Việt Nam khôn nòi và không sòng phẳng. Những người gào gáy đòi bài chữ China, họ có biết cái gì đâu, họ chỉ có theo phong trào ngu dốt. Đúng là như vậy. Người Trung Quốc là họ là cái người làm ăn rất là giỏi. Đúng không? Họ biết cách làm ăn và họ làm ăn rất là giỏi. Nhưng mà người Việt mình thì khổ lắm cơ. Khỏi nói ai cũng hiểu. Tụi nó sống như gà, ăn xong quẹt mọ là xong. Cái bọn chống cộng ở bên này nó suốt ngày nói Việt Nam là cái gì bài cái gì Trung Quốc, nó gây hận thù với Trung Quốc. Thực tế ở bên này chúng nó không có người Trung Quốc, nó lấy mả bố nó rào, nó ăn mấy chục năm ở bên này rồi. Mẹ nhà chúng mày, nói đến chúng mày lại bực mình. Những cái người làm ăn buôn bán cũng phải dính với Trung Quốc. Tại vì hàng nó nhập từ Trung Quốc sang thì mình phải những cái shop tàu á, đâu có gọi là shop Việt Nam đâu. Đi ra chợ ấy mua đồ ăn toàn nói đi shop tàu thôi. Các bạn hiểu không? Ở đây mấy chục năm rồi hoàn toàn dùng hầu như là 80-90% là đồ của Trung Quốc. Ai ở trong nhà mà không có đồ Trung Quốc, nhấc lên cái gì cũng make in China hết. Thế nhưng mà lại 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 muốn Việt Nam bài trừ Trung Quốc. Nó có phải ngu không? Nó chống đồ Trung Việt Nam để nó bảo vệ đồ Trung Quốc, nó ăn đồ hàng hàng hóa Trung Quốc, xong rồi nó quay ra nó bảo là người Việt Nam bán cho Trung Quốc.
Hãy xem thời sự trên TV của China đi ạ. Mình sẽ không nói, chỉ xin mọi người xem TV đài truyền hình của China đi. Chủ tịch Tập cảnh báo người dân không du lịch Việt Nam chỉ vì cái đám ngu dân vớ vẩn. Ngu. Chủ tịch Việt Nam chỉ vì cái đám ngu dân vớ vẩn, chỉ khổ tâm, khổ lãnh đạo nhà nước Việt Nam phải đi đối ngoại. Đúng là như vậy, tại vì cứ cứ hùng hùng hổ hổ ngu bỏ mẹ được, cứ hùng hùng hổ hổ gây sự với người Trung Quốc. Người ta chưa đánh mình thì mình đã hùng hùng hổ hổ lên đổ bất bát cơm của mình đi rồi ngu bỏ cha được. Đó. Dân Trung Quốc nó mang tiền sang cho mình sướng bỏ xứ được. Tại sao người Mỹ, người người Úc và khắp các nơi ở trên thế giới là nó cứ nhập người Trung Quốc và du học làm gì? Để nó lấy tiền, hiểu không? Tại sao nó cho dân Việt Nam vào làm gì? Để nó lấy tiền. Hiểu chưa? Sao bảo nó bài trừ cộng sản, sao nó cho Việt Nam vào du học nhiều thế? Mẹ, ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi. Ở cái tỉnh nào mà không có cái phố Trung Quốc ở đây? Trung Quốc nó làm ăn rất là tốt, nó làm ăn, nó kinh tế ở đây, nó xin lỗi các bạn nhé, dân Trung Quốc nó làm ăn nó còn ít tham, nó ít gian lận hơn người người Việt Nam nhiều. Lisa, Vũ thì yêu quê Việt thật tình, nhưng có một tên ở Úc đang xưng yêu nước mà đang tổ chức một mạng lưới chống phá Việt Nam. Nắm chuyện. Ôi giời, kệ người ta đi. Bao giờ ấy không hay các bạn này. Mình cũng không dám nói mình yêu nước đâu. Mình chỉ nói là những cái gì mình nghe thấy nó ngang tai trái mắt thì mình nói ra thôi. Chứ mình không dám nói mình yêu nước đâu. Các bạn nói mình yêu nước kia, mình không dám nói, không dám nhận mình là người yêu nước đâu. Nói chung là mình là có người lòng tự trọng cái dân tộc của mình có cái tự ái dân tộc. Vì nói đơn giản như các bạn là người miền Nam đúng không? Những người miền Nam hay là Hà Nội hay là Hải Phòng hay là cái tỉnh nào đó. Thế ai nói động đến mình cũng cũng tức chứ. Cái đó là cái tự ái đó. Đúng không? Ai cũng vậy thôi. Nó chung tâm lý của con người là như vậy. Khi mình là cái gì đấy thì mình sẽ ai động chạm đến mình là mình điên tiết rồi. Mỗi lần Trung Quốc đóng cửa khẩu, dân Việt Nam nông sản bỏ ăn không hết mà cứ ngu thích chống. Ừ. Đánh lại đánh làm sao được Trung Quốc? Nó giàu như thế, vũ khí nó như thế, làm sao mà đánh lại được nó? Cái dân Việt Nam mình đánh làm như thế nào? Nó chỉ muốn gây sự với mình để cho mình đánh nó, để nó đánh mình thôi. Mà cứ ngu. Chính quyền Việt Nam người ta khôn lắm, người ta không có gây hấn với nó làm cái gì. Gây với nó để cho nó đánh lại mình à? Đánh lại mình, thế là bọn Mỹ nó sướng, nó Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau thì tao bán vũ khí cho chúng mày. Đúng không? Nó chỉ quấy rối cái thế giới lên lên để cho người ta đánh nhau thôi, để nó bán vũ khí, tại nó sản xuất ra vũ khí mà. Nó không bán thì ai mua? Nhưng chính dân của nó còn bán cho dân của nó để bắn nhau, nó tàn sát nhau, mang cả súng đạn vào trong trường học nó bắn. Nồi thôi cái bố cầm cầm súng bố bắn, bong bong bong, chết hết. Nó sản xuất ra mà nó bây giờ nó không bán được thì làm sao? Chiến tranh Việt Nam nó cũng chỉ là thử vũ khí. Cho nên dân Việt Nam mình nhiều khi chán lắm. Toàn mình tự làm khổ mình. Chứ còn cái bọn Ba Que ấy, nó cứ làm sao cái nó chạy trước. Lương thực của China không bao giờ. Lương thực của China không bao giờ xuất khẩu nhé, họ chỉ xuất khẩu các mặt hàng khác. Thực phẩm China họ chỉ nhập, chỉ có đám ngu xuẩn mới kích động nói hoa quả trái cây của China.
Cái đó thì mình không biết, nhưng mà mệt lắm. Mấy cái thằng ở bên này nó ăn đồ ăn Trung Quốc còn nhiều hơn người Việt Nam mình. Nó ăn mấy chục năm rồi, tại vì nó sang đây nó đâu có ăn đồ Tây đâu, nó phải ăn đồ Á chứ. Đồ Á ở đâu? Đồ Á ở Trung Quốc qua. Vậy thì nếu mà chết thì nó chết trước. Đó. Dân Việt Nam mình nhập đồ vào đây thì nó bảo là đồ Việt Nam không thế này thế nọ thế chai, mà dân Trung Quốc nhập đồ vào đây thì nó bảo là nhưng mà bên này nó kiểm tra kỹ, thế như đồ Việt Nam vào nó không kiểm tra, mình sao bọn ấy ngu thế. Thực tế đấy. Ok, thì xả nói đến đây thôi, tại chuẩn bị lại đi đón thằng con đi làm về rồi. Ok, Việt Nam đã xuất sữa cô gái Hà Lan sang China rồi. Cũng nhiều đồ hàng Việt Nam mình xuất sang đấy chứ. Bây giờ dân Trung Quốc nó hàng bao nhiêu người? Nó hơn tỷ người ấy. Bây giờ hàng hóa mình đưa được sang bên đấy mình có phải sướng không? Nó đi sang bên mình nó du lịch, nó thích cái cảnh ở bên mình thì nó sang bên mình du lịch. Thế mình lại cứ hùng hùng hổ hổ lên nó méo thèm sang nữa thì thu nhập ở đâu ra, đúng không? Cứ hùng hùng hổ hổ xong rồi nghe cái bọn ba que xong bắt đầu gây sự với nó, mà cái bọn ba que ở bên này ra ngoài đường dám cãi lại Trung Quốc không? Nó đập cho tòe con mẹ chúng mày mỏ bậy bực mình cái bọn này lắm rồi. Trai nào bỏ lệnh cấm đẻ con hai con rồi cho nên dân số họ sẽ tăng mạnh lắm. Nó bỏ cái lệnh đấy thì nó cũng không sợ đi chiến tranh, nó không sợ đấm nhau nữa, tại vì nếu mà chỉ được đẻ một đứa thôi thì nó có một đứa con là con nó phải cầm súng đi thì nó cũng sợ đánh nhau, nhưng mà bây giờ cho đẻ thoải mái thì nó cũng đâu có sợ đâu, dân nó cũng đâu có sợ đánh nhau đâu. Toàn thông tin chuẩn đây. Thì nói chung là thực tế cái gì ở đây mình nói thôi, các bạn ở Việt Nam đừng có nghe cái bọn ba que ở bên này, bởi vì bọn ba que ở bên này nó chỉ ăn đồ Trung Quốc thôi, nó chặn đồ Việt Nam mình hơn 40 năm nay rồi, nó chỉ ăn hàng của Trung Quốc thôi, chứ ở bên này á người Tây người ta đâu có ăn ăn xì dầu mắm muối ăn xì dầu đấy, mắm tôm mắm tép gì đâu, đúng không? Cho nên là mọi người phải suy nghĩ là như vậy đi, chứ đừng có nghe cái bọn ở bên này mà tự mình hại mình, đúng không? Cứ nhìn thấy người Trung Quốc cái xong rồi cứ như là muốn cắn người ta, thì bố ai người ta muốn sang du lịch nữa, người ta không sang du lịch nữa thì cái tiền tệ nó không cầm vào Việt Nam nữa, đúng không? Ở Úc này nó còn vừa rồi nó còn cho Trung Quốc vào đây mua nhà, mua mua đến mức độ nhà nó lên là mầm. Bây giờ nó đánh thuế cao ở người Trung Quốc cái Trung Quốc ngừng luôn, không ai mua nhà nữa, thì cái giá nhà bây giờ dừng lại không có lên nữa đó, không cái địa ốc là ứ động lại rồi, thằng nào buôn là chết rồi, đúng không? Vấn đề mua vợ 100% là đàn ông nghèo khó, thực tế phụ nữ trai nào cũng rất nhiều. Mua vợ nhờ cái đó ngày xưa những cái nói chung là người nghèo mà người ta hay làm liều, cái gì người ta cũng có thể làm được, đúng không? Ví dụ như cái người ta khôn một tí thì ai mà gạ gẫm được mình. Nhưng mà tại mấy cái người ấy, vừa lạc hậu rồi lại vừa nghèo khổ rồi có người nó đến nó lừa đảo một cái thì theo nó ngay, chứ còn cái người người ta khôn thì người ta đâu có bao giờ bị lừa. Nói chung là như vậy đi, đừng có tham thì sẽ không bị lừa. China đang tấn công thị trường bất động sản ở Singapore. Vừa rồi nó sang Úc này mua nhiều lắm, mua đến mức độ nhà giá nó tăng vùn 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 lên, tại vì cái địa ốc á, cái thị trường địa ốc ấy nó bị ế cho nên nó phải làm như vậy,
nó làm như vậy để cứu cái thị trường đĩa ốc. Thế thì bây giờ cái đĩa ốc nó lên vù vù rồi, bây giờ nó đánh thuế cao vào, thằng nào có nhiều tiền thì cứ việc vào mua, nó đánh thuế rất là cao, vẫn có người mua, nếu mà nó nhiều tiền nó vẫn vào đây nó mua. Thế nhưng mà nó ít đi, nó không như ngày xưa nữa, thì bây giờ thị trường đĩa ốc là ngừng lại rồi, không có lên nữa đó. Mình phải phải thông minh lên tí, mẹ cứ nghe cái bọn lũ ba que, cái bọn ba que ở bên này ngu bỏ mẹ ăn được, nó làm được cái bộ gì, cái bọn mà chỉ ngồi đấy nó hét ra, nó toàn bọn ăn thất nghiệp rồi, hiểu không, làm được cái gì đâu. Còn những cái người người ta làm ăn đàng hoàng, người ta có công ăn việc làm, người ta giàu có, người ta lại không bao giờ lên đây người ta ngồi. Lý Già cũng là cái dạng nghèo rách việc thì mới lên đây ngồi nói chuyện thôi, hiểu không? Chứ đi làm đầu tắt mặt tối, từ sáng đến tối về thời gian đâu ra đây nữa mà lên đây mà ngồi mà chửi cộng sản. Nói cái gì nó phải thực tế, phải nhìn nhận sự thật đi chứ, mẹ cứ toàn bốc phét thôi. Mình không đi làm mà cứ ngồi đây làm taxi, cho nên rảnh lúc nào thì lên đây, có thời gian lúc nào thì lên đây ngồi chửi chúng nó cho đỡ tức. Tại vì mình nghe toàn cái bọn sĩ diện ghét. Bây giờ đấu nhau kinh tế China và Mỹ, China có Nga đứng sau, Mỹ đơn độc. China nó không xuất hàng hóa sang Mỹ thì người Mỹ cười chuông hết. Đúng rồi. À, ngày xưa Lisa ở bên này làm may gì thì hàng may rất là được giá, mình làm rất là nhiều tiền. Về sau á, nó đưa hết hàng sang bên Trung Quốc, nó may cái xoẹt một cái nó lại mang về đây. Thế là cái bọn buôn á, nó được lời nhiều đó, mà cái người dùng ấy, tiêu thụ ấy, thì mua được rẻ, đúng không? Thế bây giờ mà không chơi mấy chai nào thì không xuất sang đấy, mà bây giờ mình làm ở bên này á, người ta không có nhiều tiền để người ta mua, thì mấy cái người buôn bán ấy, người ta ế quần áo giày dép toàn hàng chai nào ở Mỹ. Đám ngu dân Việt Nam cứ ngồi đấy mà kích động. Chính xác, hầu như đồ gì ở trong cái nhà này cũng là đồ China hết, mọi người hiểu không? Cho nên là những người Việt Nam á, phải 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 suy nghĩ đi chứ, đừng để cho chúng nó kích động mình, đúng không? Ở bên này á, có cái gì là không của China đâu, cái gì cũng là made in China hết. Tất cả thực phẩm và trái cây độc hại là do người Việt ta hám lợi mà làm thôi. Người Việt giết người Việt chứ chả phải người Trung Quốc. Chính xác, quần áo giày dép toàn hàng chai nào ở Mỹ, đám ngu dân Việt Nam cứ ngồi. Chính xác là như vậy, mà cũng công nhận quần áo Trung Quốc rẻ mà đẹp. Đúng rồi, tại vì máy móc nó, người nó đông, cho nên là người nó đông, cho nên nó làm cái máy móc nó xẹt 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 cái ra hết luôn. Chứ ở đây đi làm may, đi hãng làm chậm mà nó đứng nó chửi, nó làm nhanh, chúng mày làm nhanh lên đừng có nói chuyện nữa, tao còn phải đóng tiền nhà này, tiền điện này, tiền hãng này, đủ các thứ tiền, chúng mày làm ơn làm nhanh lên đó. Chủ hãng ở đây đấy mà cũng công nhận. Bây giờ ai thích dựa tiền, lấy tiền Việt mua tiền China, rồi lấy tiền China mua tiền đô, rồi đổi sang tiền Việt. Ơi giời ơi, nhiều người cũng rửa tiền bằng cách mang tiền về Việt Nam, mang từ từ á, mang về Việt Nam xong rồi Việt Nam này gửi sang đây bằng 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 giấy tờ đàng hoàng. Thế là bên đây là có lý nào, nếu mà mua một cái nhà, tôi có tiền mua nhà tại mẹ tôi gửi sang đó, tại vì ở Việt Nam đâu có sao đâu, có bao nhiêu kệ mày, nhưng mà ở đây nó hỏi mình lấy tiền đâu ra, cái số tiền này đâu ra, đúng không? Mình không nói được là chết rồi, nhất là những người ăn trợ cấp tự nhiên có một số tiền lớn đi ra mua nhà mua xe mua này mua kia, nó sẽ sợ đến
nó sẽ sờ gáy lên, nó hỏi là cái số tiền này ở đâu ra. Thế nhiều người người ta khôn ấy, người ta gửi về Việt Nam, gửi về, về hoặc là người ta về Việt Nam người ta mang về, mang về xong rồi bắt đầu gửi gửi qua chuyển chuyển khoản qua đây, danh chứng môn thuận có trên giấy tờ, cái đó gọi là rửa tiền, tiền đô mất ra. Thế đó 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 là rửa, rửa tiền. Hoặc á lại còn có cái trò này nữa nhá. lên những cái sòng bài á, xong mà đó ví dụ như là mình có tiền gì mình cứ đứng gần những cái người nào mà người ta trúng 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 nhiều ấy, trúng mấy ngàn á, trúng mấy ngàn ấy, thì thường thường á là phải ký 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 gì nhỉ? Cái check á, ký ngân phiếu, nó trả bằng ngân phiếu, thì cái nơi mà sòng bài đấy nó trả bằng ngân phiếu. Thì ví dụ như là mình nhìn thấy người ta trúng cái đó, mình muốn mua cái đó, mình bảo thôi thôi bây giờ ví dụ như là người đó trúng 3.000 đi chẳng hạn, thế mình bảo tôi trả cho ông 3.200, trả cho ông 3.200 hay 3.100 ấy, hoặc là 3.000 cũng được, tiền mặt luôn. Thì cái người mà người ta chơi bài ấy, người ta không muốn trả bằng chép, trả bằng chép thì người ta không có lấy được tiền ra ngay để người ta chơi, các bạn hiểu không? Cho nên là người ta lấy cái mua bán cho cái người đó, cái đó gọi là rửa tiền, một cái cách rửa tiền khác đấy. Hoặc là nó hình như là nó ăn lời chứ không phải nó trả thêm đâu. Ví dụ cái ông kia ông trúng 3.000 thì nó trả 2.800 đó, nó được lời 200, thì cái người mà người ta thắng tiền ấy, người ta không muốn lấy check, người ta muốn lấy tiền mặt để người ta đi chơi chỗ khác luôn, chứ người ta không muốn cầm check. Cầm check thì người ta không lấy được tiền, thì cái đó nó đi ra nó mua, nó đưa tiền mặt cho người ta, nó lại có một cách làm tiền là như vậy. Ở bên này là như vậy, còn nhiều 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 lắm, nhưng mà từ từ mỗi lần đi xà nói nên giải phọt ra tí. 2022 China tổ chức bóng đá thế giới cho nên họ cần quyết càn quét bắt hết những người không có visa. Chiến dịch càn quét mạnh lắm, ai gọi điện báo là có người nước ngoài không có visa là được tiền, cho nên cả Tây. Là được tiền cho nên cả Tây lẫn Việt bị bắt như chạy hội. Ồ vậy hả? Mình cũng muốn đi trai nào một lần, chưa đi qua. Ok, vậy thôi, nói dài quá rồi. Cảm ơn các bạn ngồi nghe Lê Sào buôn nhé. Hẹn các bạn ván khác. Ok, bye bye.